Thưa anh, trong cái phần phản bác của tác giả không có nói gì đến cái phúc trình mà của Liên Hiệp Quốc anh về cái vụ đàn áp Phật giáo, có nói Có, gì không? có. Cái đấy đấy cũng là cái điểm đấy anh gợi cho tôi là cái hay đấy. Cái phúc trình đó đó có một cái điều bất hạnh mà nhưng mà cuối cùng nó được sáng tỏ. Cái điều mà tôi nói bất hạnh đó là vì cái phái đoàn của Liên Hiệp Quốc nó qua Việt Nam để mà theo cái lời yêu cầu của cái Ủy ban Liên phái Phật giáo đó, họ cho rằng là có kỳ thị Phật giáo, có đàn áp Phật giáo, và sau đó thì Liên Hiệp Quốc đã cử sang một phái đoàn và từ ngày 26 tháng 10, từ ngày 24 tháng 24 hay 26 tôi không nhớ chắc, từ ngày 24 em có thể mở trong này thấy ngay cho đến ngày mùng 3 tháng 11. À, cái mùng 3 tháng 11 nó trở thành một cái chuyện chúng ta cần để ý, là bởi vì ngày mùng 1 tháng 11 thì có cuộc đảo chính. Ngày mùng 2 tháng 11 thì cả hai anh em tổng thống và người em là bảo đệ của tổng thống là ông Ngô Đình Nhu đã bị giết. Để đưa tới cái sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa. Thế thì sau đó đó, khi cái bản tường trình ra đưa ra hàng mấy trăm trang, tôi cũng ở trong này cũng ghi rất là rõ, nhưng mà tôi chỉ nhớ đại khái như vậy. Để mà, và trong đó người ta tuyên bố một cách rất rõ ràng, và ở đây có trích hẳn ra một đoạn là cái việc mà tố cáo đó hoàn toàn vô căn cứ, và cái ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đó đã chứng xác rằng chế độ đệ nhất Cộng hòa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm không hề có đàn áp Phật giáo. Nhưng mà có một cái điều là vì đảo chính rồi người ta ỉm đi. Người ta ỉm đi nhưng mà tài liệu nó vẫn là tài liệu. Thành ra ngày nay người ta có thể đọc được cái tài liệu đó. Đấy là một cái chi tiết. Cảm ơn anh đã nhắc cho tôi. Một cái chi tiết mà tôi xin nói ở đây nó ở ngoài tác phẩm. Nhưng mà nó góp phần vào làm cho chúng ta thấy rằng là những cái luận điểm ở trong này, vì lý do tác phẩm quá mỏng. Nghĩa là không có nhiều những số trang để trình bày, thành ra chúng ta cần phải trình bày thêm một khía cạnh, vài khía cạnh nữa. Tôi lấy thí dụ như là trong một cái bài viết của một cái nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng và lại là một nhà văn Phật giáo, đó là anh Trần Trung Đạo. Anh có viết về một cái trường hợp nó làm sáng tỏ đi một cái sự kiện chắc quý khán giả ngoài kia, và anh cũng biết rằng là mới đây chúng ta có được đọc một cái bài tường trình nói rằng là trong một cái cuộc gặp gỡ đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma có kể lại rằng sau năm 1959 ngài bị chế độ Cộng sản đẩy ra khỏi đất nước của ngài và phải sang lưu vong ở bên Ấn Độ đó. Thì trong thời gian đó những người đi theo ngài, một số đông dân chúng đi theo ngài rất là khổ sở, thiếu các cơm ăn áo mặc, thiếu gạo. Thế thì lúc bây giờ một vị tổng thống nhân hậu ở Việt Nam là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cung cấp cho ngài một cái số lượng gạo rất là lớn để mà nuôi dân. Cái điều đó đã dấy lên những cái lời bàn bạc ở trong cộng đồng chúng ta, mà trong đó có một người tôi nhớ tên là Nguyễn Kha cũng tìm tất cả những tài liệu để phi bác. Không hề có cái chuyện là Việt Nam Cộng Hòa hồi đó hay là cách riêng là Tổng thống Ngô Đình Diệm có gửi gạo qua. Thế thì cái điều này đã làm cho Trần Trung Đạo hơi thắc mắc. Và vì vậy cho nên anh ta đi đến tận nơi gặp một số những cái nhà sư mà có những cái liên hệ với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà rồi một thời gian anh không tìm được. Nhưng mà cuối cùng thì anh lại được một vị sư cung cấp cho một cái số lượng tài liệu rất là quan trọng. Để từ đấy anh thấy có những cái lời tuyên bố của Thủ tướng Nehru của Ấn Độ. Với những cái số liệu cụ thể về những sự giúp đỡ của quốc gia này, quốc gia khác. Trong đó có nêu lên con số khá lớn là 1.300 tấn gạo mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận được từ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dưới thời đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cái tài liệu này nó làm sáng tỏ tất cả. Và cái chi tiết này là tôi cho rằng quan trọng ở cái điểm là anh Trần Trung Đạo là một nhà văn nổi tiếng. Và những bài viết của anh rất khả tín. Hơn nữa anh là không phải là cái người mà có chung chia cái niềm tin Công giáo. Thế mà anh đã lên tiếng làm chứng đó. Thì những cái lời chứng này tôi nghĩ rằng rất là xác thực. Thế thì cái chi tiết này chúng tôi nghĩ rằng cần phải nói ra ở đây để phụ thêm với lại tác giả, mà lại chúng ta lại mới kiếm ra thôi. Để mà làm cho nó sáng tỏ cái điều mà tôi muốn trình bày với anh cũng như quý khán giả ngoài kia. Thưa anh, tháng vừa qua thì vì có cái giàn khoan Hải Dương
981 nó vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thành thế tôi thấy là rất là nhiều cơ quan truyền thông và những blogger ở tại Mỹ, hải ngoại cũng như ở tại Việt Nam, họ lại nhắc đến cái cuốn Chính đề Việt Nam, một cái vấn đề mà của ông Ngô Đình Nhu đã nêu trong Chính đề Việt Nam, nó hợp với cái thời đại bây giờ. Nhưng mà vậy như vậy, trong tác phẩm này tác giả có đề cập gì đến cái cuốn sách của thân phụ của ông ta không ạ? Tôi không thấy có đề cập gì nhiều gì, nghĩa là nói chung là vì cái giới hạn của số trang. Vâng. Cho nên có rất nhiều dữ kiện đã không được trình bày trong này, nhưng mà tác giả cũng đã rất là chọn lọc. Chọn lọc một số những cái điểm nổi bật thôi. Có lẽ là vì tôi không hiểu vì những căn nguyên nào, với cái hình dung của một người viết như tôi đó, thì với cái với chỉ cần một cái tiêu đề là La Republic Việt Nam Ele Ngô Đình, nền cộng hòa Việt Nam và dòng họ Ngô Đình, nếu mà chỉ mới yêu chúng ta có thể viết hoài viết hồi, có thể giới hạn trong cái khoảng ít nhất phải 600 trang mới có thể trình bày được tạm đầy đủ. Thành ra cái chi tiết này đó, cái chi tiết anh vừa mới đề cập tới đó, làm cho tôi liên tưởng tới một số những cái tài liệu đã cho chúng ta thấy. Xin anh nhắc lại cái điều anh vừa nói nhỉ? Dạ, của Chính đề Việt Nam. Chính đề Việt Nam. Tôi đã đọc cái cuốn này rất là kỹ. Dạ. Và ở ngoài này cũng anh em trong phong trào giáo dân cũng đã in tới lại tới 1-2 lần. Dạ. Và gần đây thì lại có một anh em của chúng tôi ở bên Đức đang tìm cách để mà edit lại, để mà làm cho nó gọn gàng lại, giữ nguyên cái nội dung đó nhưng mà sắp xếp cho nó hợp lý, là bởi vì cuốn đó được in ra là vào cái lúc mà phải in chui. Vâng. In chui thì đúng hơn, bởi vì sau khi mà đã đảo chính rồi thì cái gì mà dính dáng tới chế độ cũ, nhất là một cái tài liệu quý giá như vậy đó, thì họ tìm một cách họ làm khó dễ. Nhưng mà anh em cũng vẫn in được, nhưng mà in ra thì nó cũng không được đẹp lắm. Thì cái cuốn đó, tôi chỉ nói ngay cả cá nhân tôi cũng được đọc được ở trên net một cái bài rất đặc biệt. Đấy, bài đó của một cái tác giả, lại cũng là tác giả nổi tiếng đó, của anh Đào Hiếu, là một trong những người đối kháng chế độ và từ lâu rồi. Nghĩa là từ thập niên cuối thập niên 80 cho đến bây giờ, Đào Hiếu vẫn là một người cứng đầu, tiếp tục viết sách. Và vừa rồi anh ta đưa lên trên net, anh ta trích một cái đoạn, và anh cho rằng đó là một cái đoạn cho thấy tác giả, hay nói rõ hơn, ông Ngô Đình Nhu, bảo đệ của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cũng là cố vấn của Tổng thống trong cái thời đệ nhất Cộng Hòa, đã có một cái viễn kiến rất là rõ ràng về cái vị trí đặc biệt của cao nguyên, và cũng tiên đoán về một cái sự kiện là mai ngày nếu mà cao nguyên bị mất thì Việt Nam bị mất. Nhưng mà ông còn nhấn mạnh trong cái đoạn nó có một điều đặc biệt, ở trong đọc kỹ lại ở trong Chính đề Việt Nam ấy, thì có một cái đoạn rõ ràng là sở dĩ họ chưa có thôn tính được Việt Nam là vì miền Nam Việt Nam vẫn còn đứng vững. Nhưng mà ngày nào miền Nam Việt Nam bị mất thì ngày đó sẽ là một cái cơ hội để cho Trung Cộng thôn tính đất nước ta. Thành anh nhắc cái điều này tôi rất làm thích thú. Có lẽ phải đọc kỹ lại xem có một cái chỗ nào thoáng qua không. Thì anh biết rằng tôi nhận được trong vài ngày mà bận rất là nhiều công việc. Thành ra tôi lướt qua một cách rất là nhanh để có thể nắm được những điểm then chốt. Rất có thể rơi bỏ sót. Nhưng mà giả dụ như mà tác giả có bỏ sót thì thưa quý khán giả không có gì lạ. Với một cuốn sách chỉ có 246 trang, mà trong đó thì lại chiếm 130 trang là cái hồi ký của bà Ngô Đình Nhu. Dĩ nhiên cái hồi ký này nó cũng có đóng góp rất nhiều cho mọi người hiểu về cái giai đoạn trước và sau biến cố 11 tháng 11 năm 63. Kính thưa quý vị, vì vấn đề thời gian, thành thế chúng tôi tạm ngưng chương trình ở đây. Và kính mời quý vị xin xem tiếp phần thứ hai, vì ông Trần Phong Vũ sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vào cái cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu mà quý vị đang rất là quan tâm. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn anh Trần Phong Vũ. Cảm ơn. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi những phần trao đổi giữa anh em chúng tôi.